Xin chào các bạn đã trở lại với cái video theo của mình là Huy Xuân đây. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy thanh kiếm Saber nha. Trước khi video thì xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Rồi thì nói chung là mình đang định lấy thanh kiếm Saber cho cái nick phụ này ấy, tiện thể mình quay video luôn. Giờ thì mình sẽ dàn doom trước để xem cái vận may của mình nó có may mắn không. Thử nào. Được trời ánh sáng này, khá là ngon luôn các bạn. Hiện tại thì mình sẽ không ăn trái này nha, mình sẽ gọi là lưu trữ tạm vào. Đấy, lưu trữ này. Rồi, thì để lấy được thanh kiếm Saber ấy, đầu tiên là các bạn cần phải có level 200 trở lên này. Và các bạn cần phải đến cái đảo khí, cái đảo mà để dàn doom này. Đấy, các bạn sẽ đi theo mình nha. Chúng ta sẽ tìm mấy cái nút như này, đấy màu xanh xanh này. Đấy, các bạn sẽ đi vào là nó sẽ kiểu như là sáng lên đấy. À, các bạn sẽ ấn nút đi. Đấy, đến vị trí thứ nhất đấy. Còn đây là tiếp tục sẽ chỉ các bạn vị trí thứ hai này. Các bạn cần phải ấn đủ 5 cái nút nha các bạn. Đây, vị trí thứ hai đây. Thì các bạn cứ chạm vào nó sẽ sáng lên các bạn. Hiện tại thì cái nút này, cái nút kia như mình ấn rồi sao, nhưng giờ nó kiểu đưa kích hoạt rồi nó không ấn lại được. Đấy, tiếp tục thì mình sẽ chỉ các bạn cái vị trí thứ ba nha. Thì vị trí thứ ba sẽ ở chỗ này này. Đây, đây chính là vị trí thứ ba nha các bạn. Các bạn chỉ cần gọi là bước vào được. Chúng mình cứ chạm vào cái nút này nó sẽ sáng lên. Chắc vừa nãy mình gọi là lúc mình farm thì có đi qua nên kiểu như là nó không còn sáng rồi ấy. Thì chắc còn hai cái nút nữa bên đảo kia là tí nó sẽ sáng các bạn. Rồi thì tiếp tục các bạn, sau khi ấn xong ba cái nút ở phiên đảo này xong ấy, thì các bạn sẽ đi theo mình. Chúng ta sẽ đến cái đảo ngay bên cạnh kìa. Đấy, các bạn sẽ đi theo mình. Chúng nó cũng khá nhanh thôi, nó cũng đơn giản thôi. Đấy, bay luôn này. Đây thì đây là vị trí thứ tư nha các bạn. Ấy, có nút này, các bạn cần chạm này. Ấy, sáng màu xanh luôn. Rồi, thì giờ tiếp tục vị trí cuối cùng nha các bạn. Thì vị trí cuối cùng nó sẽ cũng ở lại gần đây này. Ấy. Rồi, ấn vào này, ấy. Và sau khi các bạn kích hoạt đủ 5 cái nút xong ấy, thì các bạn sẽ quay trở lại cái chỗ kia, cái chỗ này. Trung tâm ấy. Trung tâm cái đảo khí này. Ấy, em sẽ neo cho các bạn xem này. Đây. Ở con NPC mà nó giao nhiệm vụ cho các bạn ấy, sẽ có một cái cửa bí mật này. Ở đây sẽ một cái mật thất, các bạn sẽ đi xuống đây cho mình. Từ đây thì trong đây sẽ có một cái đuốc, các bạn chỉ cần nhặt cái đuốc lên cho mình. Ở đây còn mấy dòng thơ kia các bạn cũng không cần quan tâm đâu, chỉ cần các bạn lấy được mình cái đuốc là được. Ở đây sau đó thì các bạn sẽ đi theo mình nha. Chúng ta sẽ ra một hòn đảo khác để lại tiếp tục làm cái nhiệm vụ này. Thì hòn đảo tiếp theo là hòn đảo sa mạc nha các bạn. Thì các bạn có thể đến đây. Thì các bạn tìm cho mình một cái ngôi nhà bị lún như này này. Đấy. Thì ngôi nhà sẽ gần cái kim tự tháp và nó sẽ ở đây nè. Các bạn cứ nhìn theo mình được. Và trong đây các bạn sẽ thấy một cái cửa bí mật. Thì các bạn sẽ đi theo mình. Ở đây sẽ có một cái bức tường, các bạn chỉ cần dùng cái lửa đốt cho mình được. Đốt bao giờ nó biến mất thì thôi. Ok. Và khi biến mất thì các bạn sẽ đi vào đây. Ở đây sẽ có một cái cúp này và sẽ có mấy cái dòng thơ nữa. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái cúp đi. Thì cúp này nhìn trông khá giống với cái cúp triệu hồi ở bên C3 các bạn. Và sau khi lấy xong cái cúp thì chúng ta sẽ đến hòn đảo tiếp theo nha. Hòn đảo tiếp theo là cái hòn đảo ngôi làng băng giá các bạn. Các bạn sẽ đến đây. Ở đây sẽ một cái hang động màu đen đen này. Và các bạn sẽ đi vào đây cho mình. Thì trong đây sẽ có một cái băng sẽ chảy nước. Thì các bạn sẽ lấy cái cúp vừa nãy các bạn lấy được ấy ra hứng. Bao giờ cái cúp này nó đầy nước như này thì các bạn sẽ đi theo mình. Chúng ta sẽ lên trên hòn đảo băng kia. Đây hòn đảo băng này. Ở đây sẽ có một cái NPC bắn cho các bạn kiếm ấy. Thì ở gần đây sẽ có một ngôi nhà, và trong ngôi nhà sẽ có một con NPC có tên là Sigman ấy. Các bạn sẽ ấn nói chuyện với nó, và nói chung là nói chuyện xong ấy thì các bạn sẽ đi theo mình. Chúng ta sẽ đến hòn đảo tiếp theo. Và cái hòn đảo tiếp theo là hòn đảo có tên là ngôi làng hải tặc ấy. Thì ở đây các bạn sẽ nói chuyện với một con NPC khác có tên là Zigman ấy. Nó sẽ là con trai của cái con NPC vừa nãy. Thì các bạn cứ nói chuyện với nó cho mình. Đấy. Ok, và nói chuyện xong thì các bạn sẽ đi tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo, là các bạn sẽ cần phải đánh bại một con boss. Thì con boss này nó sẽ ở một cái hòn đảo, nói chung là nó cũng không có tên đâu. Thì các bạn có thể không biết đường, có thể đi theo mình. Mình sẽ không cắt cái đoạn này nha. Đây, mình sẽ lên thuyền này.
ấy, các bạn cứ để ý rồi mình đi thôi mình. Thì cái hòn đảo sẽ, nói chung là sẽ ở trước cái hòn đảo núi lửa ấy. Ấy, các bạn nhìn cái hòn đảo núi lửa kia không? Ấy, các bạn đi thôi mình nhá. Ấy không? Thấy không? Thấy không? Đấy. Nó gần ngay đây thôi. Đấy, thấy chưa? Rồi, thì giờ mình sẽ gọi là lên hòn đảo này và đánh boss nha các bạn. Đây, thì trong đây sẽ có một con boss con level 120. Nói chung mà đánh khá dễ thôi, các bạn cứ gọi là spam chiêu nó là được. Ui, thử ai, hình như mình hơi bị lag các bạn. C này, X này, V, ui. Chung lag lag các bạn, hiện tại buổi tối mạng mình hơi lag một chút. Đấy. Chung các bạn cứ đánh bại nó là được. Ui, 2000 Belly này, cái hòm này khá là ngon đấy. Từ từ từ. Mày này. Ok. Và sau khi bạn đánh bại xong ấy thì các bạn sẽ quay trở lại gặp con NPC kia nha. Đây, thì các bạn sẽ quay trở lại gặp con NPC có tên là Zigman vừa nãy. Và các bạn sẽ nói chuyện với nó thêm một lần nữa. Lúc này nó sẽ đưa cho bạn một cái chìa khóa. Đây, nhìn trông cũng kiểu như là cái hắc kiếm, có chưa? Rồi, thì giờ chúng ta sẽ quay trở lại con hòn đảo khí nha các bạn, cái rừng khí ấy. Đây, hiện tại mình đã quay trở lại cái rừng khỉ rồi. Và khi các bạn đến cái rừng khỉ thì chúng ta sẽ lên cái chỗ mà thường random ấy. Và cái chỗ cầu thang ấy, nó sẽ có một cái cửa bí mật. Đây, nó sẽ có một cái ổ khóa này. Rồi các bạn cần lấy chìa khóa ra và cắm vào được. Thì trong đây sẽ có một con boss con level 200 nha các bạn. Tầm 30 phút nó sẽ xuất hiện một lần. Hoặc là các bạn có thể đổi server để tìm nó cũng được. Chắc là mình sẽ đổi server nha. Chứ hiện tại là hơi lâu ấy. Ok, mình đã tìm được một cái server có con boss này rồi. Giờ mình sẽ tiêu diệt nó nha các bạn. Và khi các bạn tiêu diệt nó xong ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái kiếm saber nha. Đây. Ui. Boss này hơi mạnh ấy các bạn. Chung mà đối với những các bạn level thấp thì nó mạnh thật. Còn level cao thì mình thấy nó yếu và chừng luôn. Rồi thì giờ mình sẽ tập trung và đánh con này để nhận được kiếm saber nha. Bạn cứ chạy coi chạy lại là được. Đấy, chạy như mình ấy. Chắc phải tập trung đánh thôi. Ok, hiện tại thì con boss này sắp chết rồi các bạn ơi. Mình cần đánh thêm một chút nữa chết. Chết rồi. Ok, vậy là mình nhận được cái kiếm saber rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha các bạn. Đây. Ôi, kiếm saber của xanh cấp đỏ. Rồi, thì nói chung là cách để nâng cấp cái kiếm này lên V2 cũng dễ thôi các bạn. Các bạn chỉ cần dùng cái kiếm này và tiêu diệt một người chơi khác là được. Thì nói chung là chắc là mình nghĩ cái video hướng dẫn các bạn cách lấy kiếm saber này cũng kết thúc thôi. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Rồi thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.